Thưa giáo sư, run tay vô căn hay là bệnh run không rõ nguyên nhân cũng chiếm một cái tỷ lệ khá là lớn. Vậy thì xin hỏi giáo sư là hiện nay có những cái phương pháp điều trị nào cho căn bệnh này ạ? Run vô căn là một cái chứng bệnh như cái tên gọi là vô căn, là không rõ căn nguyên. Thì cái này có thể gặp phần lớn là người lớn tuổi. Phần lớn người lớn tuổi đến cái tuổi nào đó không phải là bệnh Parkinson mà thấy có run. Thì đấy là một cái là không rõ căn nguyên. Nhưng mà có thể người trẻ cũng bị run vô căn. Thì tức là vô căn là không rõ căn nguyên. Thế thì những cái thể run vô căn thì chúng ta thường hay gặp ở đâu? Chúng tôi thấy là những người run cái lắc lắc đầu này. Lắc kiểu hoặc lắc này, lắc lắc như tôi lắc ngang này, hoặc là lắc. Đây theo cái tiếng nước ngoài nó gọi là đồng ý hoặc là lắc không đồng ý. Yes or no. Thế này, có người thế này. Thế có người thế này, các vị, các bạn có thể thấy ở ngoài trong cái xã hội có những người chỉ run này, run thôi. Thì có rất nhiều thể, nhưng mà khi tìm cụ thể cái nguyên nhân không phát hiện được, người ta gọi là run vô căn. Mà cái đó chúng tôi cũng thấy rằng là lẻ tẻ, đâu đó cũng có. Và trong trường hợp đó người ta không biết thì người ta bảo là bệnh này bệnh khác, nhưng nếu mà có khi chữa những cái đó không phù hợp thì lại làm cho nó nặng lên, hoặc là nó gây những cái điều không mong muốn. Thành ra những trường hợp gọi là run vô căn, tức là phải loại trừ không có một cái căn nguyên gì, một cái nguyên nhân gì thì chúng ta mới gọi là run vô căn. Và tôi vẫn xin phép nhắc lại, cái dễ gặp là các bạn có thể thấy được ở ngoài đường là cái run này, hoặc là thế này, run cứ gật đầu hoặc lắc lắc đầu này nhiều lắm. Nhưng mà đôi khi thì chúng ta cứ tưởng là bệnh Parkinson, không phải. Nếu những người đó hoàn toàn đi đứng bình thường, ăn nói bình thường, chỉ có cái động tác hết thì người ta gọi là run vô căn. Và cái đó có thể gặp cả ở người trẻ tuổi. Vậy thì khi mà đã xác định rõ ràng là bệnh run vô căn rồi thì các cái phương pháp điều trị sẽ như thế nào ạ? Vấn đề đặt ra là như vậy. Vì vô căn không rõ căn nguyên thì mình chữa như thế nào? Không rõ căn nguyên thì nếu biết căn nguyên thì mình chữa theo căn nguyên. Nhưng mà vì không rõ căn nguyên và những trường hợp đó thường không rõ căn nguyên thì tôi nghĩ rằng chúng ta bảo vệ cái cơ thể chung người ta. Tức là đừng cho những cái gì nó quá mức. Ví dụ là những cái đã uống sâm đi rồi, châm cứu đi rồi, xoa bóp đi rồi, tập yoga đi, dần dần những cái nó phù hợp. Phải xem cơ thể người ta thiếu cái gì mình bổ cái đó, xem người ta ăn uống thế nào, nghỉ ngơi thế nào, rồi trong cái môi trường sinh hoạt thế nào, có hút thuốc lá không, có uống những chất kích thích không, và nhất là có những điều gì lo lắng không, là những cái bề nổi bên ngoài mà mọi người giải quyết được. Chứ còn gọi là đúng vô căn thì cho đến nay quốc tế vẫn nghiên cứu để tìm ra phương pháp đặc trị. Nhưng mà theo chỗ chúng tôi biết thì nó không, đã vô căn thì không tìm rõ căn nguyên thì chữa nó hơi mất thì giờ. Cảm ơn thầy ạ.